cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngay sau đây là phần tin chi tiết hãng tin Reuters cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình vào tối 21 tháng 8 tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vũ trang nước này nắm được ý đồ của liên bang nga đang cố gắng thực hiện ở trên hướng Pokrovsk khu vực Donetsk và Kiev đang tăng cường phòng thủ ở đây nhà lãnh đạo Ukraine đã hối thúc các đối tác tuân thủ thời gian biểu đã được thỏa thuận về việc cung cấp đạn dược cho quân đội Ukraine, đồng thời cho biết thêm cùng ngày, Kiev đã thảo luận với các đối tác về việc sử dụng 50 tỷ đô la Mỹ từ các tài sản của Liên bang Nga bị đóng băng để hỗ trợ cho việc phòng thủ chống lại Liên bang Nga. Về tình hình ở Kursk, ông Zelensky nói rằng hoạt động tác chiến của các lực lượng Ukraine tại đây vẫn đang tiếp tục theo kế hoạch và họ đã kiểm soát được những khu vực mục tiêu tiếp tục bổ sung quỹ trao đổi với Liên bang Nga. Tuy nhiên, cũng trong ngày 21 tháng 8, truyền thông sở tại dẫn lời Thiếu tướng Apti Alaudinov, Cục Phó Cục Chính trị Quân sự Chính của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và là chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, cho biết một số đơn vị của Ukraine đang rút khỏi tỉnh Kursk để được điều đến các khu vực khác. Trong một phát biểu với hãng thông tấn TASS, tướng Alaudinov cho biết thêm giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu định cư ở ngoại ô hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của liên bang nga và các lực lượng của ukraine ở kursk đang tập hợp lại vì họ nhận ra rằng họ không thể tiến lên từ nơi họ đang đứng chân ở hiện tại theo tướng này các lực lượng của ukraine sẽ sớm thực hiện một cuộc tấn công ở một khu vực khác để có thể tiếp tục từ đó và có hai khu vực mà phía liên bang nga tin rằng có thể xảy ra một cuộc tấn công nhưng không nêu rõ đó là khu vực nào ukraine đã bắt đầu phát động cuộc tấn công vào kursk cách đây hơn 2 tuần và cho đến ngày 21 tháng 8, theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Ukraine đã mất hàng nghìn quân nhân và hàng chục xe tăng trong các cuộc giao tranh ở khu vực này. Vừa qua, Tổng thống Zelensky lần đầu tiên xác nhận nước này không báo trước với các đồng minh về kế hoạch tấn công vùng Kursk của Nga vì họ sẽ bảo rằng đó là kế hoạch không thực tế. Theo Pravda dẫn lời Tổng thống Ukraine nói với các trưởng phái bộ ngoại giao nước ngoài ở Kiev, thì đó là lý do không ai được thông báo về sự chuẩn bị của chúng tôi. Ông Zelensky nói thêm rằng giờ đây thắng lợi trên thực tế đã nói lên tất cả những hành động tích cực phòng thủ của chúng tôi bên kia biên giới và sự bất lực của ông Putin trong việc bảo vệ lãnh thổ là vô cùng đáng nói. Các đồng minh của Kiev không phải là phía duy nhất không được thông báo trước về vụ tấn công. Kế hoạch được giữ kín đến nỗi, thậm chí các binh sĩ nước này không được thông báo cho đến phút chót. The Economist dẫn lời một binh sĩ chỉ nói tên là Sekhi cho hay Chúng tôi nói đùa rằng đó không phải là ngày cá tháng tư. Chỉ huy chỉ mỉm cười, biết rằng chúng tôi không hề có ý niệm gì về điều đang chờ đợi phía trước. Lực lượng Nga bị đẩy vào tình thế bất ngờ khi đối phương thực hiện đòn tấn công gây sốc vào vùng Kursk. Vụ tấn công từ trên trời rơi xuống mang đến lợi thế đáng kể cho quân đội Ukraine trên hướng tấn công này. Trong một tuyên bố đưa trên kênh Telegram, lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine nói rằng họ đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất để phá hủy cầu phao và thiết bị kỹ thuật ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Trong đoạn phim mà lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine đăng tải kèm theo tuyên bố, người ta đã thấy có những cuộc tấn công vào một số đoạn cầu phao và ít nhất một trong số các cuộc tấn công đó dường như được thực hiện bằng đạn chùm. Chiếc cầu phao này có khả năng được thiết lập để nối các khu định cư ở Zvanoye và Gluskovo với nhau sau khi hai cây cầu khác bắc qua sông Seim đã bị các lực lượng Ukraine phá hủy hoặc làm hư hại trước đó trong một động thái nhằm cắt đất quận Gluskovki khỏi lực lượng chính của Liên bang Nga cũng như chặn một phần tuyến vận chuyển trang thiết bị vũ khí đến tiền tuyến. Theo hãng tin Reuters, những gì mà lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine nói là tuyên bố chính thức đầu tiên từ Kiev rằng vũ khí của phương Tây đã được sử dụng như một phần của cuộc tấn công chưa từng có của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Về phía Liên bang Nga, các quan chức nước này cho biết Ukraine đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Seim kể từ khi nước này phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới. Điện Kremlin đã mô tả việc sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất bên trong lãnh thổ của mình có thể khiến căng thẳng ngày càng gia tăng. Còn Washington không đưa ra bình luận trực tiếp nào về việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất ở tỉnh Kursk, nhưng nói rằng chính sách của họ không thay đổi và Ukraine đang tự bảo vệ trước các cuộc tấn công của Liên bang Nga. Mặc dù các đồng minh đã cấm Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí của phương Tây vào bên trong lãnh thổ Liên bang Nga, nhưng họ đã cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công các khu vực biên giới. Kể từ khi Liên bang Nga tấn công vào khu vực Kharkov của Ukraine vào mùa xuân năm nay, trong khi đó, theo đài Russia Today, cơ quan tình báo nước ngoài Nga SVR chỉ mặt các nước NATO đã giúp Ukraine lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công vào Kursk. SVR công bố, theo thông tin hiện có, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine tại vùng Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh Mỹ, Anh và Ba Lan. Cơ quan tình báo của Nga cho biết, các đơn vị Ukraine trực tiếp vượt biên giới vào Kursk đã được huấn luyện tại Anh và Đức. Các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ Ukraine điều phối các đơn vị, đồng thời cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của lực lượng Nga. Tờ Izvestia dẫn các thông tin và hình ảnh ngoài tiền tuyến Donetsk, cụ thể là khu định cư New York, tên tiếng Nga là Novgorodskoy, đăng tải lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã bỏ lại số lượng lớn vũ khí do Mỹ và phương Tây viện trợ tại khu vực này. Từ những hình ảnh được binh sĩ Nga ghi lại cho thấy, hệ thống hầm hào của binh sĩ Ukraine sau khi rút chạy, họ đã bỏ lại gần như toàn bộ trang bị, bao gồm cả vũ khí của phương Tây. Binh sĩ quân đội Nga cũng tìm thấy lựu đạn và đạn pháo do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, AFU còn để lại một lượng lớn lương thực dự trữ. Trước đó, nhóm tác chiến trung tâm của Nga đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng New York thuộc vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng khu định cư này là một trong những vị trí quan trọng ngoại vi thành phố Toretsk và đồng thời là một trung tâm hậu cần chiến lược quan trọng. Trong khi đó, sau gần 2 tuần mở cuộc tấn công vào lãnh thổ chủ quyền của Nga, Ukraine tuyên bố kiểm soát hàng chục khu định cư của đối phương. Tuy nhiên, theo Forbes, cuộc tiến công nhanh chóng đã khiến Ukraine gồm khoảng 6 lữ đoàn và một số tiểu đoàn độc lập cùng các đơn vị hỗ trợ mất một số lượng lớn xe tăng, xe bọc thép có giá trị cùng với nhiều binh sĩ. Trong 9 ngày đầu tiên sau khi tấn công Kursk, Ukraine mất 4 xe tăng, 41 xe bộ binh, theo một trang phân tích thông tin tình báo nguồn mở dựa trên hình ảnh thực địa cho biết như vậy. Ukraine được cho là đã mất cả xe tăng Challenger 2 rất hiếm mà Anh viện trợ và các thiết giáp chiến đấu Striker do Mỹ cung cấp tốc độ mất xe bộ binh bao gồm xe chiến đấu bánh xích và xe chở quân bánh lốp đặc biệt nghiêm trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine, theo Forbes. Họ đang mất những chiếc xe quan trọng này với tỷ lệ gần gấp đôi trung bình trong gần 3 năm qua trên một khu vực giao tranh nhỏ và tiền tuyến ngắn hơn rất nhiều. Mỹ đã vạch ra ranh giới một khu vực ở Bắc Ukraine, nơi lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công, đồng thời chỉ thị Kiev hạn chế sử dụng vũ khí Mỹ tại khu vực đó. Các quan chức Mỹ không mô tả chính xác vị trí vùng địa lý hoặc kích thước của nó, nhưng họ khẳng định sự xâm nhập của Ukraine vẫn nằm trong danh giới cho phép và chiến dịch này không vi phạm chính sách Mỹ liên quan tới sử dụng vũ khí Mỹ trong lãnh thổ Nga. Vì các hoạt động của Ukraine tại Kursk vẫn nằm trong khu vực đã thỏa thuận, nên giới chức Mỹ cho biết điều này không vi phạm các giới hạn do Mỹ áp đặt. Một quan chức Mỹ cho hay cuộc tấn công của Ukraine tuân theo khuôn khổ pháp luật khi nói về chính sách Mỹ, nhưng thừa nhận rằng đó không phải là những gì họ nghĩ đến. Mới đây, quân đội Nga cho hay họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine và các khu định cư tỉnh Kurs và kiểm soát được nơi mà họ mô tả là trung tâm hậu cần chiến lược New York ở miền đông Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm tiếp tục xác định và tiêu diệt các lực lượng mà Moscow gọi là nhóm phá hoại đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Cụ thể, hãng tin TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, máy bay không người lái UAV trinh sát Nga đã phát hiện một nhóm binh sĩ đối phương bên trong khu rừng ở tỉnh biên giới Kurs. Sau khi xác nhận đối phương đã tập trung lại, UAV liền gửi tọa độ cho kíp pháo Tornado S để tập kích nhóm binh sĩ trên. Đã có 3 thiết bị quân sự và 20 binh sĩ Ukraine thiệt mạng do đòn tập kích. Trong đoạn video được TASS trích dẫn sau đó, có thể thấy camera lắp trên UAV đã phát hiện một số xe quân sự Ukraine đang di chuyển vào rừng cây giữa đêm tối. Sau đó, camera của chiếc UAV quay lại khoảnh khắc hàng loạt quả đạn nã xuống khu vực được cho là nơi dừng chân của nhóm quân trên. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video từ máy bay không người lái UAV cho thấy quá trình theo dõi và tập kích đoàn xe Ukraine đang di chuyển tại tỉnh Kursk của Nga, cách biên giới khoảng 13 km. Trong video, đơn vị Ukraine gồm xe chiến đấu bộ binh dẫn đầu cùng 4 xe thiết giáp đa dụng chạy với tốc độ cao trên tuyến đường cạnh một cánh rừng. UAV Nga chỉ điểm mục tiêu cho pháo phản lực phóng loạt Tornado S tập kích đội hình cơ giới Ukraine khi chúng di chuyển được hơn 800 m đạn chung của pháo phản lực Nga chụp xuống một phần đoàn xe, ít nhất hai chiếc tăng tốc và dường như thoát khỏi vùng sát thương. Chưa rõ mức độ thiệt hại cụ thể và liệu những phương tiện còn lại có hứng đòn đánh bồi hay không, nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy toàn bộ 5 xe và khiến hàng chục binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Tập kích mục tiêu đang di chuyển là nhiệm vụ khó khăn với pháo binh, ngay cả khi sử dụng đạn dẫn đường có độ chính xác cao. Nhiều khả năng, UAV Nga đã theo dõi đoàn xe Ukraine từ trước và cung cấp tọa độ, cho phép pháo phản lực Tornado khai hỏa bắn chặn. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sinsky trong một bài phát biểu mới đây cho biết Nga đã phóng tổng cộng 9.627 tên lửa vào Ukraine, trong đó 2.429 tên lửa đã bị lực lượng phòng thủ Ukraine bắn hạ kể từ tháng 2 năm 2022. Theo ông Sinsky, số tên lửa được Nga phóng đi đã tấn công 5.197 mục tiêu dân sự,

Ukraine bắn hạ 343 tên lửa, 3.008 tên lửa S-300-400, Ukraine bắn hạ 19 tên lửa và 57 tên lửa loại khác. Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua truyền hình tại cuộc họp hội đồng NATO Ukraine rằng Nga đã triển khai gần 1.200 tên lửa các loại, hơn 8.500 bom lượn dẫn đường và 1.500 máy bay không người lái UAV cảm tử để tập kích Ukraine kể từ đầu năm bất chấp lệnh trừng phạt rộng rãi của các quốc gia phương Tây, nga hiện vẫn tiếp tục tăng cường sản xuất đạn pháo và tên lửa trong bối cảnh cuộc xung đột ở ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo các chuyên gia của viện nghiên cứu các dịch vụ thống nhất hoàng gia anh russi, sản lượng đạn pháo, tên lửa, xe bọc thép và máy bay không người lái của nga đã tăng vọt gấp nhiều lần. cụ thể kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra, sản lượng đạn pháo 152 mm của nga tăng 5,3 lần từ 250.000 quả mỗi năm lên mức 1,325 triệu quả vào năm 2024. Nga cũng dự kiến sẽ sản xuất khoảng 800.000 quả đạn pháo 122 mm trong năm nay. Sản lượng đạn pháo cung cấp cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad tăng gấp 15,2 lần từ 33.000 lên hơn 500.000 quả. Số lượng tổ hợp BM-27 Uragan được sản xuất cũng tăng gấp 6,1 lần từ 2.800 chiếc vào năm 2023 lên 17.000 chiếc trong năm nay. Đáng chú ý là sự gia tăng đáng kể sản lượng tên lửa hành trình KH101 từ 56 quả vào năm 2021 lên dự kiến là 420 quả vào năm 2023, tăng khoảng 7,5 lần. Tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander đã được sản xuất nhiều hơn gấp 3 lần, mặc dù được sử dụng rộng rãi trong năm đầu tiên của cuộc xung đột, chỉ còn lại 50 tên lửa dự trữ vào đầu năm 2023. Con số này đã tăng lên 180 trong vòng 1 năm bao gồm cả hai phiên bản 9M723 và 9M727. Trong khi đó, sản lượng máy bay không người lái UAV Geran 2 tăng gấp 6,3 lần. Trước cuộc xung đột, Nga sản xuất khoảng 40 UAV này mỗi tháng, hiện nay con số này đã vượt quá 250. Mặt khác, Nga cũng tăng cường sản xuất xe bọc thép mới, sản lượng xe chiến đấu bộ binh BMP3 theo các quý trong năm 2023 lần lượt đạt 100, 108, 120 và 135 xe. Theo Max Birdman, thành viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, việc điện Kremlin tăng tốc sản xuất các vũ khí như xe bọc thép, pháo, tên lửa và máy bay không người lái là nhằm nâng cao khả năng tác chiến của các lực lượng vũ trang trong cuộc xung đột với Ukraine. Theo tờ New York Times, trong những cuộc chiến xảy ra trên những đồng bằng ở Nga và Ukraine, chiến thuật tìm cách bao vây, cô lập đối phương là trọng tâm của lực lượng hai nước việc bị bao vây hoặc bị kẹt ở bờ sông là kết cục mà binh lính rất lo sợ. Năm 2022, tại chiến trường Ukraine, lực lượng Nga đã bị bao vây trong một cuộc vượt sông không thành công tại làng Bilohorovka, tỉnh Lugansk, khiến hàng trăm lính thiệt mạng. Hiện tại, giới chuyên gia quân sự cho rằng Ukraine đã áp dụng chiến thuật này khi đánh những cây cầu ở tỉnh Kursk. Việc những cây cầu bị phá hủy có nghĩa là quân Nga sẽ phải vật lộn để đưa nguồn cung cấp và quân tiếp viện vào một khu vực rộng khoảng 700 km vuông cũng như chặn đứng các con đường rút lui của quân Nga, khiến quân Nga bị cô lập. Ông Mykola Bielieskov, nhà phân tích quân sự của một nhóm phi chính phủ Ukraine, hỗ trợ quân đội cho rằng quân Nga có thể bị buộc phải rút khỏi khu vực nếu họ có nguy cơ bị cắt nguồn tiếp tế hoặc con đường rút lui bị chặn. Tuy nhiên, các nhà phân tích và quan chức phương Tây cho rằng còn quá sớm để biết liệu Ukraine có thành công về mặt chiến lược hay không. Trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang nhắm đến việc tạo ra một vùng đệm ở Kursk. Ông Emin Kastehemi, một nhà phân tích quân sự của một nhóm tình báo nguồn mở, có trụ sở tại Phần Lan cho rằng Ukraine có khả năng đang tìm kiếm các hướng tiềm năng mà lực lượng Kiev có thể tiếp tục tấn công ở Kursk. Nếu quân Ukraine tiến tới bờ sông, lực lượng này có được lợi thế khi có được một rào cản tự nhiên ngăn chặn các cuộc phản công của Nga. Ông Vasin Pavlov, một nhà sử học quân sự cho rằng, có thể thấy trong chiến dịch ở tỉnh Kursk này, Ukraine đã dùng chiến lược sử dụng các con sông để bảo vệ lực lượng. Theo phân tích của ông Pavlov, tại tỉnh Kursk, lực lượng Ukraine đã tiến dọc theo hai con sông, Seim và Percy và đều dùng những con đường thủy này làm rào cản tự nhiên, tránh bị quân Nga tấn công. Trước đó, Ukraine thông báo tấn công hai cây cầu, một cây cầu bắc qua sông Seim ở quận Gluskoki và một cây cầu bắc qua sông Seim ở làng Svanoe. Sau đó tiếp tục tấn công cây cầu thứ ba bắc qua sông Seim ở làng Karis. Ông Alex Kocharov, một nhà phân tích rủi ro của S&P Global Market Intelligence, cho biết việc phá hủy các cây cầu khiến lực lượng Nga chỉ còn một cây cầu phao tạm thời để tiếp tế cho các đơn vị của họ. Ông cũng cho biết cây cầu phao nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine khiến những người lính Nga gặp nguy hiểm khi băng qua cầu. Ông Pavlov cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk được định hướng theo các đặc điểm địa lý trong khu vực, khi mỗi con sông sẽ bảo vệ che chở một phía cho các nhóm tấn công Ukraine. Trang tin Militani của Ukraine vừa đăng tải các ảnh chụp vệ tinh cho thấy một kết cấu mới xuất hiện gần cầu Crimea. Các nhà phân tích cho biết, việc xây dựng một cấu trúc song song trông giống như một cây cầu đang được tiến hành gần cầu Kerch. Các nhà thầu xây dựng được cho là bắt đầu đóng cọc thép cho công trình này từ đầu tháng 8. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ ràng các rào chắn ở cả hai bên kết cấu cầu. Mục đích của hàng cọc có thể là để bảo vệ công trình trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng xuồng tấn công không người lái. Công trình này nằm cạnh cầu Kerch, nhìn giống như cây cầu thứ hai. Cầu Kerch hay cầu Krum dài 19 km, được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 sau khi Nga sắp nhập bán đảo Krum. Đây là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Krum với đất liền Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn 2 năm, cây cầu trở thành tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Moscow ở mặt trận phía Nam. Đây cũng là lý do khiến cầu Crimea nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Moscow. Cây cầu đã bị hư hại nặng nề do các cuộc tập kích của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023 khiến Nga phải thực hiện các bước để bảo vệ công trình này chặt chẽ hơn. Một cần cầu xây dựng đã được phát hiện ở eo biển Kerch vào tháng trước và số lượng xà lan bảo vệ cây cầu khỏi phương tiện không người lái của Hải quân Ukraine cũng tăng lên. Hồi tháng 5, Monfa, hãng tình báo tư nhân lớn nhất của Ukraine nhận định từ các bức ảnh vệ tinh cho thấy cây cầu mà Nga xây dựng từ khi sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014 hầu như không còn xe cộ đi lại vì thế cũng không còn là một mục tiêu quân sự đáng giá đối với Ukraine. Trong khi đó, Vasyl Maliuk, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU, không loại trừ khả năng Nga có thể cố gắng sử dụng lại công trình này để tiếp tế vũ khí sau khi cầu được khôi phục hoàn toàn. Phát biểu trên truyền hình quốc gia hồi đầu tháng 8, giám đốc tình báo quân đội Ukraine Kirill Budanov cho biết Ukraine không loại trừ khả năng cầu Crimea bị phá hủy sau vài tháng nữa trong cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk. Điểm đáng chú ý là các video về máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất bắn hạ trực thăng quân sự của Nga giữa không trung. Không có gì ngạc nhiên khi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV có mặt trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào vùng Kursk của Ukraine. FPV là loại UAV được điều khiển bằng tay cầm với bộ thiết bị thu phát hình ảnh gắn trên đầu người điều khiển giúp họ có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái máy bay. Chúng được chế tạo từ các linh kiện giá rẻ và có thể lắp ráp ngay trên chiến trường kể từ khi xung đột ở ukraine nổ ra lực lượng nga và ukraine thường xuyên sử dụng uav fpv để trinh sát và tấn công mục tiêu đối phương những chiếc uav fpv thường được treo lựu đạn hoặc đầu nổ lõng xuyên giáp heat hoán cải của súng chống tăng rpg 7 với sức công phá vừa phải nhưng theo tờ kiev post điểm khác biệt lần này khi ukraine sử dụng là mục tiêu của máy bay không người lái fpv hướng đến vào ngày thứ hai của chiến dịch một đoạn video cho thấy một máy bay không người lái FPV của Ukraine mang theo chất nổ đuổi theo rồi lao vào một chiếc trực thăng tấn công Mi-28 của Nga giữa không trung ở đâu đó trên bầu trời Kursk. Hai ngày sau, một máy bay không người lái FPV thứ hai của Ukraine cũng tấn công tương tự với một trực thăng vận tải Mi-8 của Nga khi bay qua khu vực này. Vài tuần trước chiến dịch tại vùng Kursk, một máy bay không người lái FPV đã tấn công và phá hủy trực thăng cứu thương Mi-8 của Moscow khi đang cất cánh ở miền đông Ukraine. Cho đến nay, FPV đã đạt được thành công to lớn trên chiến trường, không chỉ rẻ hơn mà còn chính xác hơn hầu hết các vũ khí pháo binh vì FPV có thể được dẫn đường trực tiếp đến mục tiêu. Một quan chức NATO đã nói với tạp chí Foreign Policy vào tháng 4 rằng hơn 2/3 số xe tăng của Nga bị Ukraine phá hủy trong những tháng trước đó là do FPV. Ukraine cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu và căn cứ không quân của Nga bằng UAV như một phần của chiến dịch rộng rãi nhằm phá vỡ nguồn cung cấp quân sự của Nga và cản trở lực lượng không quân Nga. Sản xuất máy bay không người lái tiếp tục tăng mạnh ở Ukraine, mặc dù số lượng hệ thống phòng thủ được sử dụng để chống lại công nghệ này ngày càng tăng. Forbes đưa tin, hiện có hơn 200 công ty UAV tại Ukraine, sản xuất khoảng 50.000 chiếc FPV mỗi tháng, tính đến tháng 12 năm 2023. Mới đây, Liên bang Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở phía bắc Ukraine. Trong một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái, gây ra một đám cháy lớn ở phía Tây. Người dân được khuyến cáo đóng chặt cửa sổ và không nên ở ngoài trời lâu để hạn chế hít phải chất độc hại. Theo chỉ huy không quân Ukraine thông báo, lực lượng nước này đã bắn hạ 3 tên lửa đạn đạo và 25 trong số 26 thiết bị bay không người lái mà Nga đã sử dụng trong cuộc tấn công vào chiến khu vực trên khắp Ukraine. Lực lượng cứu hộ nhận được tin báo về vụ cháy tại một cơ sở công nghiệp ở Ternopil. 90 lính cứu hỏa và 20 thiết bị chữa cháy đã được điều động đến hiện trường đám cháy được khống chế sau đó, không có thương vong trong vụ việc. Đại diện Cục Quản lý Quân sự Tenopin, TOMA, Viktor Usenko xác nhận, trong cuộc tấn công ban đêm, quân đội Nga đã nhắm vào một cơ sở công nghiệp, một đám cháy đã bùng phát. Theo Pravda, quân đội Nga được cho đã bắn trúng một thùng chứa nhiên liệu và chất bôi trơn. Ông Oksana Chaychuk, một bác sĩ địa phương cho biết, các chất độc hại tỏa ra từ vụ cháy, phân tán theo chuyển động của các khối không khí những khối không khí này di chuyển về phía các khu định cư Terebovlia và Kozova Cho đến khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước và không khí Bà chúc kêu gọi người dân hạn chế ở ngoài trời trong thời gian dài Giữ trẻ em trong nhà và đóng kín cửa sổ Nga chưa bình luận về thông tin này Các cơ sở năng lượng của Ukraine đã bị bắn phá gần như hàng ngày trong 6 tháng qua Từ khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022 Ukraine mua điện từ các nước láng giềng trong Liên minh châu Âu Nhưng không đủ để bù đắp thiếu hụt các đợt cắt điện thường xuyên xảy ra trong giờ tiêu thụ cao điểm vào buổi tối. Vừa qua, phát biểu trong hội nghị toàn quốc Đảng Dân chủ ở Chicago, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng ngọn đuốc đã được truyền lại cho bà Harris và nước Mỹ sẵn sàng có nữ tổng thống đầu tiên. Ông Obama phát biểu, bà Kamala Harris đã sẵn sàng đảm nhận công việc này, bà ấy đã dành cả đời để đấu tranh cho những người cần tiếng nói đại diện. Ông cũng ca ngợi bà Harris là người biết quan sát lắng nghe và sẽ đấu tranh mỗi ngày vì người dân. Cựu Tổng thống Mỹ cũng khen ngợi Thống đốc Tim Walz sẽ là cộng sự xuất sắc của bà Harris tại Nhà Trắng. Còn cựu đệ nhất phu nhân Obama, bà Michelle Obama, mô tả Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là một ứng cử viên Tổng thống đủ tiêu chuẩn, người đã vươn lên từ một gia đình trung lưu. Bà Obama phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ rằng, từ một gia đình trung lưu, bà Kamala đã nỗ lực hết mình để trở thành Phó Tổng thống. Bà Kamala Harris đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này bà ấy là một trong những người đủ tiêu chuẩn nhất từng ứng cử vào chức vụ tổng thống. Cùng với cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, cựu tổng thống Obama đã cam kết tiếp tục nỗ lực giúp đỡ phó tổng thống Kamala Harris trong 11 tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử tổng thống của bà. Theo CNN, ông Obama đã dành thời gian ở thành phố Chicago để quay video cho chiến dịch của bà Harris. Cựu tổng thống đã đóng vai trò là người đưa ra ý kiến, khuyến khích các cố vấn cấp cao trước đây của mình tham gia chiến dịch của bà Harris và dự định đích thân tham gia chiến dịch vào tháng cuối cùng của cuộc đua ngược lại ông obama cũng đã công kích khá nặng cựu tổng thống mỹ donald trump đối thủ của bà harris trước đó phát biểu tại hội nghị toàn quốc đảng dân chủ ở chicago bang illinois ông obama chỉ trích ông trump khiến một thỏa thuận về ngăn chặn người nhập cư lậu không được thông qua tại thượng viện ông còn chỉ trích ông trump tước quyền liên quan đến vấn đề phá thai của phụ nữ mỹ cựu tổng thống obama còn chỉ trích cá nhân khi gọi ông Trump là một tỷ phú 78 tuổi, không ngừng than vãn về những vấn đề của mình kể từ khi ông đi thang cuốn bằng vàng cách đây 9 năm. Ông cho biết những lời phàn nàn của ông Trump ngày càng tệ hơn khi ông ấy sợ thua bà Kamala Harris. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đã gây bất ngờ với người hâm mộ khi xuất hiện trong đêm đầu tiên của Đại hội Toàn quốc trong bộ vest màu nâu vàng, màu tan, mặc dù không có quy định bắt buộc về trang phục Tại các đại hội đảng trong quá trình tranh cử tổng thống, song theo truyền thống, các trang phục thường có xu hướng mang các màu có trên quốc kỳ Mỹ như màu đỏ, màu trắng và màu xanh dương đậm, mang ý nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước. Lần gần đây nhất, một bộ vest màu nâu vàng tạo nên làn sóng chính trị là vào tháng 8 năm ngoái, tổng thống Barack Obama đã mặc một bộ vest màu này trong một cuộc họp báo về Iraq và Syria. Vào thời điểm đó, trang phục mà ông Obama mặc đã trở thành điểm công kích từ những thành viên đảng Cộng hòa đối lập. Theo nhiều nhà bình luận, việc bà Harris lựa chọn một bộ vest màu nâu vàng trong buổi tối đầu tiên của đại hội đảng để nhấn mạnh cá tính của mình, bộ trang phục mang thương hiệu Chloe của Pháp do Chimena Kamali thiết kế giúp cử tri ủng hộ liên tưởng đến những cột mốc lịch sử với việc bà trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên là người phụ nữ gốc Nam Á đầu tiên trở thành ứng cử viên tổng thống của một đảng lớn tại Mỹ. Việc mặc bộ trang phục này cũng thể hiện một màn mở đầu vừa phải tại một đại hội lớn, vừa là lựa chọn mở đầu vô hại vừa là điểm nhấn tạo ra một sự phá vỡ các quy ước truyền thống của các hội nghị. Nữ phó tổng thống Harris không phải là diễn giả duy nhất có lối tiếp cận cá nhân và khác biệt trong việc tạo dựng hình ảnh ngày đầu tiên của đại hội đảng. Năm 2016, nữ ứng viên tổng thống Hillary Clinton cũng đã phá lệ mặc một bộ vest trắng như một sự công nhận cho phong trào đòi quyền bầu cử. Tất nhiên không có trang phục nào gọi là trang phục chính trị tiêu chuẩn. Tất cả đều đóng vai trò như một cách thức thể hiện bản thân cho những người mặc nó. Mặc dù bộ trang phục nâu vàng của bà Harris có gây một chút bối rối và tương phản với bức tranh màu đỏ, trắng, xanh lam vốn là tiêu chuẩn tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa hồi tháng 7, song nó đã mang đến mục đích cuối cùng cho bà là trở thành tâm điểm dư luận. Mỗi lần máy quay lia đến cảnh bà ngồi mỉm cười và vẫy tay chào đám đông người hâm mộ, chủ đề suy đoán về ý nghĩa đằng sau bộ trang phục này lại lên xu hướng trên các trang mạng xã hội. Rõ ràng bộ trang phục đã trở thành một công cụ giúp nữ ứng cử viên tranh cử của Đảng Dân Chủ gây ấn tượng mạnh trong lần xuất hiện trên sân khấu đại hội mà không cần phải nói nhiều. Sau kết quả bỏ phiếu chính thức, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC đã phê chuẩn Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là ứng cử viên của Đảng cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày 5 tháng 11 tới. Cuộc bỏ phiếu diễn ra tại trung tâm thi đấu thể thao trong nhà United Center, nơi bà Harris, tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng như một số quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ đã phát biểu trước đó. Bang Delaware, quê nhà của ông Biden là nơi có ý kiến đầu tiên bày tỏ sự ủng hộ đối với tư cách ứng cử viên của bà Harris. Theo chương trình tin tức Mỹ PBS News, cuộc bỏ phiếu này được gọi là buổi điểm danh ăn mừng. Đề cử bà Harris bù đắp cho cuộc bỏ phiếu trực tuyến của khoảng 4.700 đại biểu hồi đầu tháng để lựa chọn ứng cử viên tổng thống cho Đảng Dân Chủ. Trước đó, DNC đã chính thức khai mạc tại thành phố Chicago, bang Illinois, miền trung Tây nước Mỹ. Tại phiên khai mạc, Tổng thống Joe Biden đã củng cố sự đề cử của Đảng Dân Chủ cho Phó Tổng thống Kamala Harris khi chính thức trao ngọn đuốc cho bà trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo đã kêu gọi Đảng Dân chủ đoàn kết ủng hộ phó tướng của ông, người đang đứng trước cơ hội trở thành nữ tổng thống da màu và gốc Nam Á đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Sau khi ông Biden kết thúc bài phát biểu, bà Harris bước lên sân khấu và ôm vị tổng thống mà bà đã sát cánh trong 3 năm rưỡi qua, thể hiện thông điệp mạnh mẽ về tình đoàn kết trong Đảng Dân chủ. Bà Harris bước vào đại hội DNC với tâm thế khá thoải mái. Chiến dịch tranh cử của bà đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ, thu hút đông đảo người ủng hộ trong các cuộc vận động và biến các cuộc thăm dò dư luận ở một số bang chiến địa thành lợi thế cho Đảng Dân Chủ. Nhiều đại biểu đảng này nhận định, ở Mỹ đang diễn ra sự chuyển giao thế hệ khi người dân muốn tiến về phía trước và ứng cử viên Harris sẽ là đại diện cho tương lai, cho thế hệ lãnh đạo mới. Phần lớn các đại biểu tham gia phiên khai mạc DNC thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào khả năng chiến thắng của bà Harris trước ông Donald Trump, đối thủ từ phía Đảng Cộng Hòa trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Không chỉ kỳ vọng về một thế hệ lãnh đạo mới của cường quốc số một thế giới, Đảng Dân Chủ cũng đang tận hưởng không khí lạc quan và hứng khởi sau khi những tín hiệu sáng trong cuộc bầu cử Mỹ. Chỉ một tháng trước, các thành viên Đảng Dân Chủ còn lo sợ sẽ phải chịu thất bại nặng nề tại Quốc hội đến mức gây sức ép buộc Tổng thống Biden dừng tranh cử. Hiện giờ, đảng này đã tràn đầy lạc quan rằng có thể giành lại đa số tại Hạ viện nếu chiến thắng cho cuộc bầu cử quan trọng ở New York và California. Ngoài ra, Đảng Dân Chủ cũng nhìn thấy cơ hội chiếm được các ghế nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa ở các bang khác, bao gồm cả Arizona và Pennsylvania. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Trúc Sumer chia sẻ, đây là một đại hội đoàn kết thật tuyệt vời ở bất cứ nơi nào bạn đến. Mọi người đều nở nụ cười trên môi vì biết rằng chúng tôi đã chọn được người phù hợp. Đồng thời nói thêm rằng ông tự hào vì Tổng thống Biden đã làm điều đúng đắn. Một tháng sau khi có quyết định mang tính lịch sử là rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu quan trọng trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ DNC ở Chicago, bang Illinois. Nhìn lại nhiệm kỳ Tổng thống duy nhất của mình, ông Joe Biden nhắc nhở người dân Mỹ nhớ việc ông bắt đầu lên nắm quyền chỉ hai tuần sau vụ những người biểu tình quá khích ủng hộ ông Trump, gây bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồ Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, khi đất nước vẫn đang trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Vị Tổng thống sắp mãn nhiệm nhấn mạnh, tôi khi đó và bây giờ luôn tin sự tiến bộ đã và đang có thể xảy ra. Công lý có thể đạt được và những ngày tươi đẹp nhất của chúng ta không phải đã qua." Chúng ta đang tiến về phía trước. Với một trái tim biết ơn, tôi đứng trước các bạn vào đêm tháng 8 này để tuyên bố rằng nền dân chủ đã chiến thắng, đang được thực thi và hiện cần phải được bảo vệ. Ông Biden cũng mô tả việc chọn bà Harris làm phó tổng thống trong chính quyền của mình là quyết định tốt nhất mà tôi đã đưa ra trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Lãnh đạo nhà Trắng cũng chỉ ra sự tương phản rõ nét giữa bà Harris và ông Trump. Ông nói, tình trạng phạm tội sẽ tiếp tục giảm khi chúng ta bầu một công tố viên vào phòng bầu dục. Thay vì một người đã bị kết tội hình sự. Ông Trump gần đây bị kết tội với 34 trọng tội. Còn bà Harris, từng là tổng trưởng lý của bang California. Tổng thống Joe Biden nói về quyết định rút lui của mình: "Tôi yêu công việc này, nhưng tôi yêu đất nước hơn." Theo báo The Guardian, "Ông cảm ơn những cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ trong sự nghiệp chính trị kéo dài 50 năm qua của ông." Tổng thống Joe Biden cũng nhắc lại những thành tựu đạt được trong 4 năm ở Nhà Trắng, với những đạo luật quan trọng được ông ký ban hành như luật phát triển cơ sở hạ tầng và đạo luật cắt giảm lạm phát cũng phát biểu trong ngày đầu tiên, bà Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ và là ứng cử viên tổng thống năm 2016, đã dành nhiều lời khen ngợi cho việc đề cử bà Harris. ở Mỹ, bạn có thể thỏa sức phát triển miễn là làm việc chăm chỉ và có tài năng. bất ngờ số điện trong đêm 20 tháng 8, bà Harris nói lời cảm ơn ông Biden. ông Joe, cảm ơn về sự nghiệp lãnh đạo lịch sử của ông, cảm ơn ông đã dành cả đời phụng sự đất nước. dự kiến bà Harris sẽ chính thức phát biểu vào cuối tuần này để tiếp nhận đề cử của đảng dân chủ